Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Review. Và ngày hôm nay thì em Long lại xin phép được giới thiệu cho các bác hai mẫu TV, một của Samsung và một của Sony. Hai dòng phân khúc có giá tương đương như nhau và có cái cấu hình như nhau. Tuy nhiên thì cái phần giá thành của một bên nó lại chênh nhau khoảng đến tầm 4 triệu đồng của hai thương hiệu này. Thì chúng ta nên tìm hiểu cũng như là mua thương hiệu gì. Với dòng TV là có tần số quét 120Hz của Samsung, em sẽ chọn là Q80B. Các mẫu TV 55 inch và 65 inch. Còn đối với các mẫu TV của Sony thì em sẽ chọn ra mẫu là X90K, là mẫu TV cũng là 120Hz và màn hình Full OLED giống hệt hai con này. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu 2 đến 3 phút video về dòng hai dòng sản phẩm TV này, xem chúng ta vào cái thời điểm hiện tại chúng ta nên mua dòng TV nào các bác nhé. Ok, thì các bác nào đang xem video của em Long mà thấy video của em hữu ích thì đừng quên là xem Long thêm một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất mọi người nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên thì em Long sẽ phân tích cho mọi người về phần thiết kế của hai dòng TV này trước. Thứ nhất là các mẫu TV Q80B của Samsung. Q80B của Samsung thì năm nay nó sẽ là màn hình Full OLED giống như là năm ngoái. Cái phần thiết kế của năm nay nó sẽ là thiết kế cái lắp sau lưng của nó không phải là dòng iSlim siêu mỏng rồi nhé. Cái lắp sau lưng của nó có phần nhô ra và cái phần viền của nó cảm tưởng là có sẽ khá chỉ là dày. Và cái phần viền này nó là làm viền bằng kim loại. Lắp sau lưng thì bằng nhựa. Cổng cắm thì kết nối đầy đủ đằng sau lưng. Chân của con này thế là chân ở chính giữa và là chân bằng một bản kim loại mọi người nhé. Đây là con 55 inch em đang kê dưới. Thì các bác nhìn 55 inch nó dễ hơn. Con này thì được thiết kế tràn là 4 viền. Các bác nhìn thấy cái phần viền dưới cùng không? Đó là phần viền mỏng này, viền đây là viền sắt này, kim loại này. Còn đây là phần viền đen là viền TV này, các bác nhìn thấy nhá. Đây bên ria sườn này các bác sẽ dễ nhìn hơn. Đây, viền nhựa. Đây là viền kim loại này, đây viền TV này. Con này thì được phủ tràn 4 viền, do đó cái thiết kế của nó rất chi là đẹp mắt, rất đẹp mắt mọi người nhé. Đây là 55 inch, còn trên này thì em đăng kê là 65 inch. Đây, 65 inch. Đấy. Về phần thiết kế của Samsung là như vậy, còn Sony. Về phần thiết kế của các mẫu TV Sony X90K thì các bác có nhìn thấy này. Cái phần viền của nó, đầu tiên em so sánh viền trước. Viền của nó thì cũng được làm bằng một lớp khá chi là dày, cũng giống như con Q80. Lắp sau lưng của nó cũng nhô ra tương đối là giống nhau. Đấy. Về phần thiết kế thì bẻ hình thức bên ria và bên sườn này giống nhau. Tuy nhiên cái phần viền này nó là viền nhựa mà nhé, không phải viền kim loại giống như là Q80B. Các cổng cắm cũng sẽ được thiết kế trang bị ở phía bên con này thì trang bị bên tay phía trái kia, đối diện. Các cái phần thiết kế mặt trước mọi người nhìn thấy là chân của nó thì là chân bằng kim loại. Chân của con này cũng sẽ làm bằng kim loại giống như là của Q80B. Tuy nhiên thì chân của nó là chân hình chữ T như thế này và đặt vuông góc với TV ở hai bên chứ không phải chân ở giữa. Con Q là kiên ở giữa. Thì các bác nào yêu thích những cái mẫu TV mà có chân ở giữa thì lựa chọn Q80B, còn chân hai bên chúng ta lựa chọn Sony. Và đối với các bác nào mà có cái kệ, quan trọng là cái kệ nhà các bác có cái phần soạng ra để nó vừa không. Nếu mà các bác chỉ để vừa cái chân ở giữa thôi thì chúng ta lấy Q80, còn không thì chúng ta sẽ lấy cái chân như thế này. Có hai hình thức chân để các bác để lựa chọn mọi người nhé. Còn thiết kế của mặt trước của con X90K của năm nay, thiết kế mặt trước của con này thì nó được thiết kế tràn là 3 viền mọi nhé. Đây mọi người nhìn thấy đây, 3 viền là 2 viền hai bên và 1 viền trên cùng. Còn cái phần viền dưới phía cuối cùng này thì nó là phần viền mà bằng kim loại, tuy nhiên thì nó phần dày như thế này, nó không phải là tràn mỏng giống như con Q80B. Đấy, cái phần thiết kế thì có thể là Q80B nó sẽ nhỉnh hơn, Q80B nhỉnh hơn. Còn công suất em so sánh luôn công suất cho mọi người nhé. Con này thì hàng xuất xứ ở Malaysia và công suất là 244W. Đấy. Còn đối với dòng 65Q80B thì công suất của nó là rơi vào là 285W. Thì công suất nó cao hơn, thì các bác để thấy những dòng có cái công suất cao hơn thì cái màn hình của nó sẽ sáng hơn mọi người nhé. Màn hình nó sẽ sáng hơn. Và đấy là dòng phân khúc 65 inch. Còn với 55 inch ở phía dưới này, 55 inch thì công suất nó sẽ nhỏ hơn. Công suất của con 55 inch này thì nó rơi vào là 255W. 255W các bác nhé. Thì như vậy thì các bác cũng sẽ biết được là cái công suất của con 55 inch của Samsung Q80B nó đã là 255W rồi, mà công suất của con 65X90K nó chỉ là 244 thôi. Như vậy là công suất của con 55 inch Samsung nó bằng công suất của con 65 của Sony. Và khi mà các bác mua đối với 55 inch của Samsung của Sony
thì cái công suất của nó chỉ rơi vào là 205W hay 505W thôi. Thì như vậy các bác cũng sẽ biết được là cái phần màn hình của tivi Samsung nó sẽ sáng hơn và cái hình ảnh của nó sẽ được tươi hơn. Thì Samsung với Sony nó hai là hai cái màn hình nó hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên là Sony họ đánh vào cái phần màu sắc, màu tối, màu tương phản, do đó là độ sâu của nó sẽ cao hơn. Thì cái màn hình của nó không cần phải quá sáng giống như là của Samsung. Samsung thì họ luôn luôn là nâng cấp cho các bác cái màn hình lên sáng hơn. Đấy, do đó cái công suất tiêu thụ điện của nó cũng sẽ cao hơn mọi người nhé. Còn về phần tính năng thì các bác nhìn thấy là đối với các mẫu TV X90K chạy hệ điều hành sẽ là Android trên nền tảng của Google TV. Đây là cái giao diện của con TV Sony năm nay. Và tất cả các dòng TV Sony đều chạy hệ điều hành như thế này mọi người nhé. Đây, Android trên nền tảng Google TV. Và dòng này sẽ là chip XR hệ màu Cypress Pro. Đấy, công nghệ sẽ là chạy LED nền và Full Array LED 120Hz. Thì hai con Q80B và X90K đều sở hữu công nghệ này. Đấy, về phần giao diện thì mỗi con có một cái giao diện riêng biệt. Đây là của Sony. Và Sony thì có thêm tìm kiếm giọng nói trên điều khiển và có cả tìm kiếm rảnh tay nữa. Đây các bác em sẽ test cho các bác xem nhé. Ok Google, vào YouTube. Qua câu lệnh OK Google thì các bác cũng sẽ tìm kiếm được giọng nói mà không cần đến điều khiển mọi người nhé. Không cần đến điều khiển, các bác cũng sẽ tìm kiếm được và qua cái câu lệnh OK Google rồi. Mình sẽ tắt cái nhạc đi các bác nhé. Và một cái ưu điểm nữa của các dòng TV Sony đó chính là khi mà các bác cài đặt thì mọi người sẽ có cái Gmail. Gmail thì chúng ta có ai cũng sẽ có tạo được cái Gmail rất đơn giản thôi để chúng ta tải cái hệ điều hành như thế này. Còn các bác nào muốn tải thêm thì các bác cứ vào phần app này chúng ta sẽ tải được luôn. Và khi là chúng ta đã đăng nhập được cái Gmail rồi. Đấy, Gmail chúng ta thì ai cũng sẽ phải có Gmail để tải hệ điều hành này lên mọi nhé. Và tìm kiếm trò chơi ứng dụng thì các bác tìm kiếm thêm ở đây. Còn đối với dòng Samsung. Còn đối với các cái mẫu TV của Samsung thì chúng ta có Q80B thì cũng sẽ là tần số quét 120, công nghệ màn hình Full Array LED và có chạy LED là LED nền mọi người nhé. Toàn bộ là chạy LED nền giống nhau. Tuy nhiên thì có một cái sự khác biệt, đó là cái giao diện của con TV Samsung năm nay. Nó chạy hệ điều hành Tizen OS và nó có một cái giao diện khá chi khác biệt. Con này thì em đang chưa kích hoạt hết lên. Chưa thiết lập hết lên thì đây, em thiết lập con này lên cho các bác xem. Đây chính là cái giao diện mà đã kích hoạt hết toàn bộ những cái hệ điều hành hay là ứng dụng của nó lên trên này. Cái giao diện của nó thì các bác sử dụng nó cũng khá là tương đồng khi mà các bác muốn sử dụng các dòng TV khác và lướt này các ứng dụng vào rất là mượt mọi người nhé. Có một cái nhược điểm trên dòng này, đó là phần tìm kiếm giọng nói của TV Samsung thì các bác và cài đặt nó hơi khó khăn một chút, bằng cách là chúng ta phải có tài khoản Google Assistant và kết nối với điện thoại, sau đó kích hoạt lên trên TV. Thì em cũng đã có một cái video hướng dẫn mọi người làm rồi. Và nếu không thì các bác cứ vào phần YouTube và tìm kiếm giọng nói ở ngay trên YouTube rồi thôi. Không, chúng ta nếu mà muốn tìm kiếm giọng nói giống như Sony thì hơi khó. Và chúng ta sẽ có thêm là con này thì không có điều khiển rảnh tay mọi người nhé. Tức là các bác muốn có điều khiển rảnh tay thì phải mua Sony. Còn Samsung thì là không có hỗ trợ, không có hỗ trợ cho mọi người. Cuối cùng thì sẽ là phần giá thành của hai mẫu TV này. Hai mẫu TV này thì khi mà các bác mua các mẫu TV như là 65Q80B 65 inch thì em đang bán giá là 24.200. Còn đối với 65X90K của Sony thì đang bán là 25.050. Như vậy chênh nhau của độ 800.000. Còn nếu các bác muốn mua nhỏ hơn, mà lấy cho em là Q80B. Q80B mới phân khúc 55 inch thì em đang bán với giá là 18.190. 18.190 cho con này. Còn các bác nào muốn mua Sony thì có thể lấy cho em là 55X90K với đang bán giá là 22.500.000. Như vậy là Sony thì luôn luôn nó sẽ giá nó sẽ cao hơn là của Samsung. Đấy, 55 inch thì nó sẽ cao hơn khá chi là nhiều. Còn 65 inch thì nó sơn chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Nên các bác đang có nhu cầu mua sắm hai cái dòng này thì có thể cân nhắc mua một trong hai model. Thì theo em thời điểm bây giờ thì nếu các bác mua 65 inch thì lấy 65X90K, còn 55 inch thì các bác lấy cho em 55Q80B là giá nó hợp lý và sử dụng thoải mái rồi. Ok, các bác nào đang quan tâm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em ở tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh,
website là ecomark.vn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.